Đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Lego nha các bạn nhé. Cô Can đâu rồi? Chơi lắp đi, chơi lắp đi. Đi sang bên này. Sang ngồi bên này. Mình lắp đâu? Dạ. Ngồi đây. Chơi lắp, hôm nay thì cần vui lắm nha các bạn. Không không, con không được thỏa mặt quá. Con chỉ dùng tay, để như tay thôi, thò tay vào thôi. Đây, sang bên này. Bên đây thò tay vào không cần thò mặt. Thò tay. Ừ. Thò tay thôi. Thò mặt ngại. Ô, cái miếng nữa. Ừ, đấy. Có ở trong hộp này không? Không có. Không. Đấy, con thò tay vào đi, không thò tay vào không bốc này, không bốc 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 không được thò mặt nữa. Đấy, thò tay vào đâu. Đấy, con bốc. Đấy, cứ ngồi đây là không có nhìn thấy mặt, con đừng có cúi xuống là được. Đấy. Đấy. Cứ ngồi như này là gì thế? Ôi, nhìn vẫn thấy mặt. Thấy con ngồi chỗ này. Ngồi đây. Đấy, rồi. Thấy không cô Ngọc? Ừ, đấy, thấy tay rồi. Đấy, cô Ngọc cũng thấy, cô Ngọc thì thấy chân cô Ngọc thôi. Yeah, không phải nào, lắp đi. Cô chân của cô Ngọc. Ừ, rồi con lắp đi. Lắp cái gì? Con lắp đi, lắp. Con tự lắp riêng cái của con. Lắp của con, con lắp này này, con lắp nối xe vào này. Con lắp riêng luôn. Ừ, con tự lắp. Em cô cháu về. Ừ. Xô nằm lên giường, ngập đi, chân ra liền. Bố Hoàng về đen xỉ, không chú không nhận ra. May mà từ hôm đấy về nhà rồi thì không phải cần chặt nắng hôm trước, hôm nay nó lại đi. Đi từ sáng rồi đến tối nhịp thế này. Có cái gì đỏ ở đây ghê này. Gì á? Không biết gì, cái ghê á. Chắc là sữa. Không phải sữa. À, kinh chắc kinh nhâm mô chị em vừa ăn nó rơi rồi đấy. Không phải. Không phải đâu, nó là kiểu đấy. Chắc phải ở đây dẫm mắt cái canh đổ đây đúng không? Nó ừ. nước mà. Không phải mô chị. Chẳng ai nói chuyện, mình ngóc ở đây mình nhìn mọi người. Chẳng ai nói chuyện với Susu. Susu ngóc lên. Chán thật. Nó cao đấy. Rồi, các bạn tính tay con rồi. Bạn lắp cái gì bạn Coca ơi? Lắp cái xe dài dài. À, thế à. Tí cho tôi xem tác phẩm của bạn nhá. Ok. Xe dài dài. Ừ. Xe dài. Alo, chào mẹ yêu. Xin chào các bạn, con quay cái cây đưa gốc ở chưa? Lắp xe dài. Ừ. Xin chào cô bạn. Ừ. Các cái cây sơ cúc của tôi. Cô ơi thì tôi lắp cây tròn nhé các bạn. Không có cây sức khỏe để lắp cây tròn. Đây các bạn nhìn. Wow. Bạn lắp cái gì ở giữa hình tròn đi bạn? Cô lắp cái o tròn luôn. O tròn như quả trứng gà. O tròn trứng gà, trứng gà. O tròn như quả trứng gà. Ô thì đội mũ, ơ thì thêm dâu. Cậu già ấy. Nào con lên xuống đây, con xếp lên ngồi, con cứ hóng hớt gì đâu ấy. Phải tập trung chuyên môn gì.
Nhà bạn Coca giờ hãy lắp một con gì đi nhỉ? Con một con sư tử đây. Cô đang lắp. Cái xe này, cái gì này? Cái gì này, cô lắp kiểu gì thế này? Đó, nhà cô lắp nhầm. No.